Chào mừng các bạn đến với kênh The Village of Lee, tiếp tục chuỗi móc khăn rằn, khăn đội đầu. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kiểu khăn rằn mới. Khăn rằn này có họa tiết hình bông hoa cũng như là có viền hoa rất là xinh xắn và dễ thương nè. Về phần nguyên liệu ở đây là mình dùng sợi cô tông Việt Nam 1mm. Các bạn có thể dùng loại len khác và nhớ điều chỉnh size kim cho phù hợp nhé. Về kim móc thì mình sẽ dùng kim 2.5mm. Rồi bây giờ mình cùng móc nha. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một nút thắt. Mình đẩy sợi len từ phía trên xuống. Ngón cái và ngón giữa mình giữ len. Mình luồn kim qua, vòng kim, lấy len, kéo qua, thả tay ra, rút len lại. Mình đã được một nút thắt. Sau đó các bạn lên cho mình 7 bính. Mình vòng kim, lấy len, kéo qua, mình được một bính. Tiếp tục vòng kim, lấy len, kéo qua, bính thứ hai. Tiếp tục vòng kim, lấy len nè, bính thứ ba, bính thứ tư, bính thứ năm, bính thứ sáu và bính thứ bảy. Sau khi được 7 bính thì tại chân bính đầu tiên là cái chân này, các bạn sẽ móc vào cho mình một kép đơn. Mình vòng len trên kim, đưa vào chân, lấy len qua. Trên kim mình có 3 vòng len, mình kéo qua 2 vòng len đầu tiên. Sau đó kéo qua 2 vòng len còn lại. Mình đã xong một mũi kép đơn. Mình cũng đã xong hàng thứ nhất. Đến hàng thứ hai, mình lên 6 bính. 1, 2, 3. Các bạn đánh dấu lại chân bính thứ ba này trước giúp mình nhé. Rồi bây giờ mình lên thêm 3 bính nữa cho đủ 6 bính nha các bạn. Rồi đến hàng thứ hai mình xoay len lại nè. Tại chân vừa lên bính cũng là chân đầu tiên, mình sẽ móc vào một mũi kép đơn. Mình vòng một len trên kim, đưa vào chân, lấy len qua. Trên kim mình có 3 vòng len. Mình lấy len kéo qua 2 vòng. Tiếp tục kéo qua 2 vòng còn lại. Mình đã xong một kép đơn. Đáng dây 7 bính thì mình sẽ đếm ngược lên 1, 2, 3. Và mình sẽ móc vào chân thứ 3 một mũi kép đơn. Mình vòng len trên kim, đưa vào chân thứ 3 của dây bính nè. Rồi lấy len lên, trên kim mình có 3 vòng len. Kéo qua 2 vòng len đầu tiên, tiếp tục kéo qua 2 vòng len lần thứ 2. Sau đó mình lên 3 bính, 1, 2, 3. Và tại chân đó luôn mình móc thêm vào một mũi kép đơn. Mình đã xong hàng thứ 2, đến hàng thứ 3 mình xoay len, tiếp tục lên 6 bính. 1, 2, 3. Và các bạn đánh dấu lại chân bính thứ 3 này ha. Để cuối hàng mình có thể xác định được đúng chân bính và mình sẽ móc thêm vào đây nữa đó nha. Rồi bây giờ mình tiếp tục lên thêm 3 bính để cho đủ 6 bính nha. Rồi sau khi được 6 bính rồi thì tại chân phía dưới là chân đầu tiên, mình sẽ móc vào một mũi kép đơn. Đến chân kép đơn tiếp theo là cái chân này nè các bạn. Thì tại chân này mình sẽ bắt đầu tăng chân, mình móc vào cụm như sau. Đầu tiên là một mũi kép đơn. Sau đó lên 3 bính, 1, 2, 3 và tiếp tục tại chân đó là một mũi kép đơn. Vậy là mình đã tăng chân xong. Đến chân đánh dấu cũng là chân thứ 3 của dây 6 bính thì mình sẽ móc vào cụm như sau, một mũi kép đơn. Sau đó lên 3 bính. Tiếp tục tại chân đó là một mũi kép đơn. Vậy là mình đã móc xong hàng thứ 3, các bạn thấy các chân mũi tạo ra họa tiết bông hoa rất là dễ thương nè. Rồi đến hàng thứ 4, mình tiếp tục lên 6 bính. 1, 2, 3, các bạn đánh dấu lại chân bính thứ 3 ha. Rồi tiếp tục lên thêm 3 bính nữa cho đủ 6 bính nha. Sau khi đủ 6 bính, mình xoay lên lại. Tại chân vừa lên bính, cũng là chân đầu tiên, mình sẽ móc vào một mũi kép đơn. Đến
chân kép đơn tiếp theo mình sẽ móc vào cụm như sau. Đầu tiên là một mũi kép đơn, sau đó lên 3 bính và tiếp tục một mũi kép đơn chung chân. Sau đó tiếp tục là đến kép đơn tiếp theo, là cái kép đơn mà nằm sau cái dây 3 bính đó các bạn, thì mình sẽ tiếp tục móc vào cụm tăng ha. Đầu tiên là một kép đơn, sau đó là lên 3 bính và tiếp tục là một kép đơn. Rồi đến dây 6 bính thì mình lặp lại tương tự, tại chân đánh dấu là chân bính thứ 3 của dây 6 bính, mình sẽ móc vào cụm tương tự luôn ha. Đầu tiên là một mũi kép đơn, sau đó lên 3 bính và một mũi kép đơn chung chân. Mình đã móc xong hàng thứ tư, đến cái hàng tiếp theo các bạn cứ lặp lại quy luật tương tự như hàng thứ tư này giúp mình ha, cũng đơn giản lắm nè. Đầu tiên là mình sẽ lên 6 bính trước. Và các bạn nhớ là đánh dấu là chân bính thứ 3 ha. Rồi lên 3 bính nữa cho đủ 6 bính, sau đó mình xoay lên. Tại chân vừa lên bính cũng là chân đầu tiên thì mình sẽ móc vào một mũi kép đơn. Sau đó đến các chân kép đơn là những chân này, cách nhau bởi dây 3 bính nè các bạn, thì mình sẽ móc cụm tăng tương tự như hàng 4 ở phía dưới. Đầu tiên là một mũi kép đơn, sau đó lên 3 bính và một mũi kép đơn chung chân. Rồi xong chân đầu tiên, đến chân tiếp theo đây cách nhau bởi dây 3 bính này các bạn thấy không, thì mình sẽ móc vào một mũi kép đơn, lên 3 bính và một mũi kép đơn nhung chân. Rồi đến kép đơn tiếp theo nè, đó là hai cái kép đơn trụng vô một đầu này, thì mình sẽ móc vào một mũi kép đơn, lên 3 bính và một mũi kép đơn chung chân. Đến cuối hàng là dây 6 bính thì tại chân đánh dấu các bạn sẽ móc vào cho mình cụm tương tự ha. Đầu tiên là một mũi kép đơn, sau đó lên 3 bính và một mũi kép đơn chung chân. Vậy là mình đã xong hàng thứ 5. Đến cái hàng tiếp theo các bạn cứ lặp lại tương tự như vậy giúp mình nha. Sau khi mà mình lên 6 bính, tại chân vừa lên bính mình sẽ móc vào một mũi kép đơn. Tiếp tục đến chân tiếp theo là hai kép đơn mình chụm thành một đầu nè, thì các bạn có thể chọn một trong hai kép đơn. Đây là những cái chân này, đây hai kép đơn chụm một đầu nè, thì các bạn sẽ móc vào đây cho mình cụm một mũi kép đơn, lên 3 bính và một mũi kép đơn. Đến chân kép đơn chụm đầu tiếp theo thì các bạn lựa chọn hai trong hai cái, thì mình sẽ móc vào một kép đơn, lên 3 bính và một kép đơn. Rồi cho đến cuối hàng là dây 6 bính, thì tại chân bính thứ 3 là chân mình đánh dấu, thì mình cũng sẽ móc vào cụm tương tự luôn, là một mũi kép đơn, lên 3 bính và một mũi kép đơn nè. Đó các bạn cứ lặp lại tương tự như vậy cho các hàng tiếp theo, cho đến khi chiều dài băng đô đạt được độ dài mà các bạn mong muốn nha. Sau khi chiếc khăn đội đầu của mình đã đạt được độ dài mình mong muốn rồi, thì tiếp theo mình sẽ viền hai cạnh của khăn nha. Đầu tiên là mình sẽ lên 2 bính, sau đó tại khoảng trống đầu tiên mình sẽ móc vào một mũi đơn, mình đưa kim qua lấy len lên, trên kim mình có 2 vòng len, mình lấy len kéo qua 2 vòng, mình đã xong một mũi đơn. Sau đó tiếp tục mình lên 3 bính, đến khoảng trống tiếp theo mình cũng móc vào một mũi đơn, rồi bây giờ mình lên 6 bính, 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Trên dây 6 bính mình bỏ qua 2 chân, 1, 2, và mình sẽ móc vào chân thứ 3 một kép đơn, mình vòng len chân kim, đưa vào chân, lấy len qua, tiếp tục lấy len kéo qua 2 vòng len đầu tiên, kéo qua 2 vòng len còn lại. Sau đó mình lên 2 bính
và tại chân đó luôn mình móc vào một mũi trượt. Mình đưa kim qua, lấy len lên rồi kéo luôn qua vòng len chân kim. Mình đã xong cánh hoa đầu tiên, tiếp tục mình lặp lại ha. Mình len hai bính, móc vào chân đó luôn một mũi kép đơn. Sau đó lên hai bính và một mũi trượt chung chân. Rồi mình lặp lại thêm một lần nữa ha. Mình lên hai bính, một kép đơn chung chân. Tiếp tục lên hai bính và một mũi trượt chung chân. Vậy là mình đã xong một bông hoa. Bây giờ mình lên ba bính. 1, 2, 3. Rồi đến khoảng trống dây bính tiếp theo thì mình sẽ móc vào một mũi đơn. Rồi bây giờ mình sẽ lặp lại nha. Mình lên 3 bính. Đến khoảng trống tiếp theo mình móc vào một mũi đơn. Rồi bây giờ mình sẽ lặp lại họa tiết bông hoa này nhé. Đầu tiên là lên 6 bính. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Sau đó mình bỏ qua hai chân. 1, 2 và mình móc vào chân thứ 3 một kép đơn. Sau đó lên hai bính và một mũi trượt chung chân. Mình xong cánh hoa thứ nhất, tiếp tục mình lên hai bính và một mũi kép chung chân. Tiếp tục lên hai bính và một mũi trượt chung chân. Mình đã xong cánh hoa thứ hai. Cánh hoa thứ ba mình lặp lại tương tự cánh hoa thứ hai. Mình lên hai bính, một mũi kép đơn. Tiếp tục lên hai bính và một mũi trượt chung chân. Vậy là mình đã xong họa tiết bông hoa. Sau đó mình lên ba bính. 1, 2, 3 và đến khoảng trống dây bính ở dưới mình sẽ móc vào một mũi đơn. Vậy là mình đã xong cụm thứ hai. Đến các chân tiếp theo các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy giúp mình nhé. Sau khi mà mình móc đến phần chóp nhọn của khăn rằn rồi nè, mình đã móc xong họa tiết bông hoa thì tiếp theo tại chóp nhọn mình sẽ móc vào một mũi đơn. Vì đây là phần chóp á, nên mình sẽ móc thêm một họa tiết bông hoa cho đẹp nha. Đầu tiên là mình sẽ lên 6 bính nè. Rồi sau đó bỏ qua hai chân và mình móc vào chân thứ ba một kép đơn. Sau đó lên hai bính và một mũi trượt chung chân. Họa tiết bông hoa này thì đơn giản rồi các bạn ha. Rồi cánh hoa thứ hai mình lên hai bính nè, một mũi kép đơn chung chân. Sau đó lên hai bính và một mũi trượt. Rồi cánh hoa thứ ba cũng tương tự ha, mình lên hai bính, một mũi kép đơn, lên hai bính và một mũi trượt. Rồi sau đó mình sẽ lên ba bính. Rồi đến cạnh của khăn rằn nè, thì tại khoảng trống đầu tiên mình cũng móc vào một mũi đơn. Rồi vì đối xứng qua bên kia là có một họa tiết bông hoa thì bây giờ mình sẽ lên 6 bính và mình thực hiện một họa tiết bông hoa nha các bạn. Đối với những bạn móc ra số hàng lẻ như mình thì mình sẽ móc như vậy. Còn nếu bạn nào móc ra hàng chẵn thì các bạn cứ móc lặp lại cụm trong ngoặc như từ đầu cho đến hết phần khăn rằn luôn ha. Rồi bây giờ mình quay lại với họa tiết bông hoa nha. Mình xong một cánh hoa rồi nè. Sau đó mình lên 2 bính và một kép đơn. Tiếp tục lên 2 bính và một mũi trượt. Được cánh hoa thứ hai, cánh hoa thứ ba cũng tương tự ha. Rồi bây giờ mình lên 3 bính nè. Rồi đến khoảng trống dây bính tiếp theo mình sẽ móc vào một mũi đơn. Sau đó lên 3 bính. Rồi đến khoảng trống tiếp theo nữa mình cũng móc một mũi đơn. Rồi bây giờ mình sẽ lặp lại tương tự như cụm ở trong ngoặc nha. Đó các bạn cứ thực hiện như vậy cho đến cuối hàng giúp mình. Đến cuối hàng mình sẽ móc tương tự như phần đầu hàng nha. Mình sẽ lên 2 bính thôi nè. Sau đó mình đếm qua 3 chân thì tại chân thứ 3 mình sẽ móc vào một mũi đơn. Và
bạn là mình đã xong phần viền, sau đó mình sẽ lên dây bính để mình tạo phần dây cột nhé. Và tùy thuộc vào độ dài dây cột mong muốn mà các bạn lên số bính cho phù hợp nhé. Ở đây là mình sẽ lên 60 bính. Sau khi mình móc xong một đoạn dây cột như thế này rồi thì tiếp theo mình sẽ tạo họa tiết bông hoa ở đầu phía dây cột nha. Đầu tiên là mình sẽ bỏ qua hai chân nè. Và mình sẽ móc vào chân thứ ba một mũi kép đơn. Cái này là mình sẽ móc tương tự như phần hoa ở phần cạnh đó các bạn. Rồi bây giờ mình lên hai bính ha. Sau đó móc một mũi trượt trung chân nè. Mình được cánh hoa đầu tiên, cánh hoa thứ hai và cánh hoa thứ ba thì mình móc tương tự, mình lên hai bính. Sau đó một mũi kép đơn. Tiếp tục lên hai bính và một mũi trượt trung chân. Mình xong cánh hoa thứ hai, cánh hoa thứ ba cũng tương tự ha, lên hai bính nè, rồi mình móc một kép đơn. Tiếp tục lên hai bính và mình móc một mũi trượt. Vậy là mình đã xong phần hoa, sau đó mình sẽ viền lại phần dây bính cho chắc chắn nha. Mỗi chân mình sẽ móc một mũi trượt nè. Đây, chân đầu tiên mình đưa kim qua, lấy len rồi kéo qua luôn ha. Mình đã xong một mũi trượt, chân tiếp theo cũng tương tự. Chân tiếp theo mình cũng móc vào một mũi trượt nè. Đó, cứ mỗi chân các bạn móc cho mình một mũi trượt cho đến hết phần dây cột này luôn nhé. Ở đây mình đã móc xong phần dây cột thì đến phần cạnh còn lại. Đây là khoảng trống của dây ba bính thì mình sẽ móc vào ba mũi kép đơn. Một kép đơn nè, tiếp tục tại khoảng trống. Hai kép đơn, tiếp tục tại khoảng trống đó luôn. Và ba kép đơn, đến chân kép đơn tiếp theo là chân này mình sẽ móc vào một kép đơn. Rồi đến chân kép đơn tiếp theo mình cũng sẽ móc vào một kép đơn. Rồi đến khoảng trống dây ba bính thì mình sẽ móc vào ba mũi kép đơn. Một, tiếp tục tại khoảng trống. Hai, tiếp tục tại khoảng trống. Và ba, rồi đến các chân tiếp theo thì mỗi chân mình sẽ móc một kép đơn ha. Đây là chân kép đơn ở phía dưới thì mình sẽ móc vào một kép đơn. Rồi đến chân kép đơn tiếp theo mình cũng sẽ móc vào một kép đơn. Rồi các bạn cứ lặp lại như vậy cho mình nhé. Cứ tại khoảng trống dây ba bính thì mình sẽ móc ba kép đơn nè. Rồi mỗi chân thì mình sẽ móc một kép đơn. Đó, các bạn cứ thực hiện như vậy cho đến hết phần cạnh này luôn nhé. Đến cuối hàng ở đây là mình còn một kép đơn nè, thì mình sẽ móc vào đây một mũi kép đơn. Rồi đến phần viền của cạnh thì mình sẽ móc vào chân đầu tiên, đây là cái chân mũi đơn ha, mình sẽ móc vào một kép đơn. Rồi bây giờ mình sẽ lên dây bính cũng như là mình tạo phần hoa tương tự như phần dây cột bên kia nha. Mình gặp lại các bạn sau khi móc xong nè. Mình đã móc xong phần dây cột rồi thì đây là cái chân kép đơn ở phía dưới. Lúc mà mình lên bính á thì mình sẽ móc vào đây một mũi trượt để mình nối phần dây cột vào nha. Sau đó mình sẽ lên thêm một bính nữa và mình cắt len đi. Đồng thời các bạn giấu len thừa đi nữa là xong. Vậy là cuối cùng video hướng dẫn móc khăn rằn với họa tiết bông hoa cũng như là viền hoa của mình cũng đã hoàn tất rồi. Mình chúc các bạn móc thành công nha. Các bạn thấy clip hay đừng quên cho mình một tim và một follow ủng hộ mình nhé.